từ đêm qua, rạng sáng ngày 23 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa to đến rất to, gây thiệt hại trên địa bàn một số huyện, thị trong tỉnh. Tính đến 14 giờ hôm nay, đã có một số hộ dân bị nứt nhà, ngập úng, trên 51 hecta lúa, 1,5 hecta cây màu, 7 hecta chè ngập úng, vỡ một ao cá nuôi truyền thống, thiệt hại 2 tấn cá, sạt lở 2 điểm giao thông liên xã thuộc địa bàn xã Minh Tiến. Sạt lở mái lao uy âm dài 13 mét, sát mép đường 263B huyện Đại Từ. Một số cầu tràn bị ngập sâu trên địa bàn huyện Đại Từ và Định Hóa, thành phố Sông Công. Mưa lũ làm đổ 3 cột điện, hồ Đoàn Ủy, hồ Suối Diễu, hồ Phú Xuyên và hồ Gò Miếu đã qua ngưỡng tràn. Lãnh đạo địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện kiểm tra, rà soát, đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng, thiệt hại để có phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân. Huy động lực lượng khắc phục thiệt hại, căng dây, dựng biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí cầu tràn bị ngập. Bố trí lực lượng canh gác không cho người dân và các phương tiện giao thông qua lại khi chưa đảm bảo an toàn. Để đề phòng mưa lớn trên các lưu vực hồ Núi Cốc và mực nước hồ tiếp tục lên cao, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã thông báo cho chính quyền, nhân dân các địa phương biết chủ động ứng phó việc đơn vị thực hiện mở tràn lúc 15 giờ hôm nay, với lưu lượng từ 100 đến 300 mét khối trên giây và có thể mở tràn lên 600 mét khối trên giây.